Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố của Mông. Video này thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cái thông báo hiển thị trên màn hình táp lô của chiếc xe VinFast Fadil nó có cái thông báo như thế này thì có ý nghĩa là gì. Thì đây là cái đèn báo lỗi về động cơ trên chiếc xe VinFast Fadil. Về báo lỗi động cơ trên chiếc xe VinFast Fadil thì nó có hai cái đèn báo lỗi. Một là cái đèn báo lỗi như thế này. Hai là cái đèn báo lỗi cũng giống như thế này và nhưng mà nó có một cái mũi tên chỉ theo cái hướng xuống dưới. Thì cái vấn đề thứ nhất là mình và các bạn sẽ tìm hiểu xem cái đèn báo lỗi mà nó có như thế này, tức là thông báo gì. Khi mà bạn bây giờ mình sẽ tắt máy đi nhá. Đây là mình đang bật cái chìa khóa của mình đang để ở chế độ thứ hai. Bây giờ mình sẽ tắt đi và mình bật lại cho các bạn xem. Khi mà mình mở chìa khóa ở vị trí thứ nhất thì cái đèn báo lỗi đó nó không hiển thị. Khi mà mình mở chìa khóa ở vị trí thứ hai, mình đã mở chìa khóa ở vị trí thứ hai thì đèn báo lỗi nó hiện lên. Tuy nhiên nếu mà bạn chỉ để bật chìa khóa ở vị trí này thì cái đèn báo lỗi này nó không thông báo cái lỗi gì cả. Đây nó chỉ là một cái chế độ hiển thị của chiếc xe VinFast Fadil. Khi mà bạn khởi động động cơ lên, cái đèn này nó tắt đi thì chiếc xe của bạn vẫn hoạt động bình thường. Bây giờ mình khởi động động cơ lên cho các bạn xem nhé. Đấy. Sau khi mình khởi động thì cái đèn báo lỗi nó đã tắt. Thì chiếc xe của bạn vẫn trong tình trạng bình thường nha. Nếu mà ở chế độ thứ hai nó sáng, nhưng khi bạn khởi động động cơ, đèn báo lỗi tắt thì chiếc xe của bạn vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường. Nếu khi bạn khởi động động cơ mà đèn báo lỗi nó sáng ấy, thì cái hệ thống kiểm soát khí thải của chiếc xe ô tô của bạn đang có vấn đề. Hoặc là khi mà bạn khởi động động cơ, cái đèn báo lỗi đấy nó sáng và nó nhấp nháy, thì cái bộ trung hòa khí của xe ô tô của bạn cũng đang có lỗi. Đối với hai cái trường hợp sáng như thế thì các bạn phải nên đến trung tâm bảo dưỡng xe của VinFast để họ kiểm tra xem cái xe của bạn đang có vấn đề gì liên quan đến động cơ. Và một cái trường hợp thứ hai của cái đèn báo lỗi này nữa. Trường hợp thứ hai là đèn báo công suất động cơ giảm. Khi mà bạn thấy cái đèn này này, khi mà bạn mở máy lên, bạn bật, chỉ cần bạn bật ở cái chế độ thứ hai thôi nhá. Như mình đây là mình đang bật chìa khóa ở nấc thứ hai. Mà bạn thấy cái đèn như thế này. Và trong này nó có một cái mũi tên chỉ xuống thì chứng tỏ là chiếc xe của bạn đang gặp vấn đề về động cơ. Cái hiệu suất của động cơ nó đang bị giảm thì bạn cũng nên đến ngay cái trung tâm bảo dưỡng của VinFast để kiểm tra xem chiếc xe của bạn như thế nào. Thì như vậy mình và các bạn vừa mới tìm hiểu xem cái đèn thông báo lỗi này trên chiếc xe VinFast Fadil nó có ý nghĩa như nào. Video này mình xin kết thúc ở đây. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn xem video mà thấy cái chia sẻ của mình hữu ích thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình.